cho các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình ra vườn nhà mình á, mình thấy cóc nó quá trời trái luôn nè. Hôm nay mình sẽ làm gỏi cóc cho các bạn cùng thưởng thức nha.
các bạn cùng dùng chung với mình nha. Các bạn thấy món ăn mình có hấp dẫn không nè? Kêu bằng rau gì ta? Rau húng lủi gì á các bạn, thơm lắm. Của mình. Nếu các bạn thích kênh của mình thì hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Bye, chào tạm biệt các bạn.